đã khá lâu rồi kể từ khi chúng ta có cuộc trưng cầu dân ý, và đó là cách duy nhất hiến pháp văn bản quy định cách thức nước Úc được quản lý có thể thay đổi. Nếu là công dân Úc từ 18 tuổi trở lên, bạn phải bỏ phiếu. Khi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý, câu trả lời của bạn là quan trọng. Hãy cập nhật chi tiết của bạn hoặc ghi danh ngay hôm nay tại aec.gov.au. Được ủy viên ủy hội bầu cử tại Canberra ủy quyền. The Australian government has increased the childcare subsidy, which helps more children like Mia develop their learning and social skills, and parents like Dani work or study more. It helps businesses find more staff, and companies hang on to their people. So, easing pressure on many families is good for children and good for Australia. To find out more, visit childcaresubsidy.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra. Kim Hoàng và Nguyên Khang. Rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo Thế giới của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay thứ Sáu, 25 tháng 8 2023. Và kính thưa quý vị, một trong những cái thông tin đáng lẽ được quan tâm nhiều nhất đó là sau khi công ty xe điện VinFast đã lên thị trường chứng khoán vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, thì hãng tin Reuters của Vương quốc Anh ngày hôm nay lại cho biết thêm một công ty khác ở Việt Nam cũng đã nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng tại Hoa Kỳ, mà từ chuyên môn hay gọi tắt là IPO, phải không? Yeah. Không biết là cái Nguyên Khang có biết về cái công ty này hay không? Dạ. Yeah. Thì cũng nói thêm đây là công ty tên là VNG, tiền thân của họ là họ đặt tên là Vinagame, một công ty gọi là mới khởi nghiệp vào năm 2004, tất nhiên là cách đây 19 năm rồi. Thì khác với lại VinFast á, là một công ty mới startup khoảng chừng 3 năm gần đây, thì Vinagame có cái thành tích là cũng hoạt động 19 năm rồi, và đặc biệt là 19 năm rồi Vinagame phát triển rất là hiệu quả, trở thành một trong những biểu tượng thành công của những công ty startup của Việt Nam. Vâng, báo chí trong nước gọi đây là một trong những cái kỳ lân của Việt Nam, có nghĩa là cái sự thành công mà cái vốn điều hành đã lên tới hơn 1 tỷ đô la rồi, phải không? Khởi đầu đó thì họ chỉ có 5 người sáng lập thôi, và công ty quy mô rất là khiêm tốn, nhưng mà sau 19 năm đến nay đó thì định giá công ty đã hơn 2,2 tỷ đô rồi, và doanh số mỗi năm bình quân không năm nào dưới 350 triệu Mỹ Kim. Vâng. Yeah. Và đây là một trong những cái nhà phát hành game dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, và hiện nay họ cũng đang mở rộng thị trường ra toàn cầu. Ngoài ra chắc có lẽ ai cũng biết họ là chủ nhân của cái Zalo. Là một trong những cái ứng dụng mà hơn 75 triệu người tại Việt Nam hiện nay đang sử dụng. Có thể nói là công ty rất là thành công. Rất thành công. Thì cái số mà người sử dụng Zalo đó thì chỉ tính riêng Việt Nam thì khoảng 75 triệu rồi. Chúng ta biết dân số Việt Nam thì khoảng 100 triệu thôi, mà đã có 75 triệu người sử dụng rồi, mà chưa kể là những người ở thế giới người ta download nữa, mà cái đó mình chưa thống kê được. Đó là kể cả Khang đi hay làm việc với lại các cái bạn hàng hay là các cái mối quan hệ làm ăn quốc tế, họ vẫn sử dụng Zalo. Tức là nó cái nền tảng này nó không chỉ là hoạt động Việt Nam không, mà nó đã được thừa nhận bởi các cái người tiêu dùng của quốc tế. Nó tương tự như là cái hệ thống Viber. Khi mà chúng ta đi ra nước ngoài thì hai cái phương tiện chúng ta có thể sử dụng, miễn là chúng ta có wifi, có internet, thì hoặc là Viber hoặc là Zalo, chúng ta có thể kết nối với tất cả mọi người. Thậm chí theo đánh giá của người Việt Nam á, thì sau khi họ đã xài Viber, đã sử dụng WhatsApp và Zalo, thì Zalo không hề thua kém, thậm chí họ còn có cái nhiều tính năng mạnh hơn nữa. Vậy thì với cái cơ hội lần này thì họ có ra mắt, họ đã có bước chân vào cái thị trường chứng khoán được hay không, là bởi vì cái họ đã nộp đơn rồi nhưng họ cũng chưa đưa ra một cái mức giá nào cho cái giá trị cổ phiếu của họ hết. Thực ra thì họ có kế hoạch từ năm 2017 rồi, và dự kiến là họ sẽ tăng được này, là họ huy động khoảng 150 triệu đô Mỹ. Thì cái đánh giá lần này, ai được IPO lần này đó, theo Khang đó, thì họ sẽ rất là thành công, bởi vì bảo lãnh cho cái đợt phát hành IPO lần này là tức là gần như là tập hợp tất cả ngân hàng bảo lãnh lớn nhất của Mỹ, bao gồm có Citigroup, hay là Morgan Stanley, UBS và Bank of America, thì những cái tập đoàn bảo lãnh IPO hàng đầu thế giới. Có nghĩa là không có lý do gì mà họ không thành công trong cái lần ra mắt này. Là bởi vì thực tế là VNG á, là họ hoạt động rất là hiệu quả, và họ đang sở hữu, như Hòa nói, là cái Zalo chỉ là một trong những cái mà hoạt động hiệu quả của họ thôi. Họ còn sở hữu Zing MP3,
À, cái ứng dụng nghe nhạc có khoảng 28 triệu người dùng ở Việt Nam. Và họ có cái ví điện tử nữa. Ví điện tử Zalo Pay nữa, đó là thanh toán trực tuyến rất là hiệu quả. Và rất là có tiềm năng, trong không phải là trong một vài năm sắp tới mà có thể là vài chục năm tới nữa. Và kính thưa quý vị, một cái thông tin khác trong cái phần điểm báo thế giới ngày hôm nay, đó là cái chuỗi Subway là một trong những cái chuỗi ăn nhanh, thức ăn nhanh của Hoa Kỳ, vừa được sang nhượng với mức giá lên đến là 9 tỷ 550 triệu Mỹ Kim, tương đương khoảng gần 14 tỷ Úc Kim, và đây trở thành một trong những cái thương vụ lớn nhất trong lịch sử tính cho đến thời điểm này. Và người mua là một trong những cái công ty tư nhân ở Hoa Kỳ. Cái lý do mà họ đã mua lại với cái mức giá cao như thế này là bởi vì Subway đã có một cái lợi nhuận khá là đáng kể trong năm tài chính vừa qua 2022, khi mà cái lợi nhuận của họ đã tăng ở mức là 9.2%. Và hiện nay với quy mô trên toàn thế giới thì Subway cũng đã có hơn 37.000 cửa hàng tại hơn 100 quốc gia. Trong số 37.000 cửa hàng này thì chúng ta thấy là có khoảng 1.200 cửa hàng tại nước Úc. Và như vậy thì chắc chắn là không ai xa lạ gì với lại cái chuỗi thức ăn nhanh này hết. Và cũng chính vì lý do đó mà sau 58 năm khởi nghiệp, nó cũng giống như là cái công ty VNG mà Khang vừa mới nói đó, là khởi nghiệp nhờ những cái người bạn ở cái thanh niên, ở cái lứa tuổi 17 thôi. Họ chỉ mất khoảng một vài nghìn đô để mà họ khởi nghiệp cái hệ thống thức ăn nhanh này. Và chắc chắn là cả hai sáng lập viên này không ai thể ngờ là 58 năm sau đó nó đã đạt một cái giá trị gần 10 tỷ đô la. Thật ra khi họ kêu bán thì họ kêu là 10 tỷ đô la. Nhưng mà bên mua thì cũng đã thương lượng và kỳ kèo bớt được một chút xíu. Tuy vậy đây vẫn là một trong những cái thương vụ mang tính lịch sử. Thì Khang bổ sung cái ý của Kim Hoàng hồi nãy, đó là đây là một trong những cái thương vụ lớn nhất trong ngành thực phẩm. Bởi vì chúng ta sẽ còn nhiều cái thương vụ lớn khác nữa, nhưng mà trong các lĩnh vực khác. Rồi trở lại với Subway thì đúng là khoảng họ có 1.200 cửa hàng tại Úc, nhưng mà riêng New South Wales thì có khoảng 300 cửa hàng. Mà thực tế thì chúng ta thấy dường như là ở New South Wales họ hoạt động không có được mạnh lắm. Có vẻ như là thua, nếu mà so sánh về cái hiệu quả hoạt động có vẻ thua những cái Domino đối thủ là cùng ngành, ví dụ Domino's hoặc là McDonald's hoặc là KFC, họ dường như họ bị lép vế. Nhưng mà riêng ở Mỹ thì họ rất là mạnh. Vâng, tại vì ở Mỹ thì bây giờ họ đang phổ biến cái vấn đề là thức ăn xanh và sạch, mà Subway có thể phục vụ cái bữa trưa, có nghĩa là cái ổ bánh mì nó với toàn là rau salad mà thôi. Đó cũng là cái xu hướng chung trên toàn cầu. Thì trở lại với câu chuyện của Subway, thì đây là cái công ty mà được thành lập bởi hai người bạn, và một người tên là Fred Luca, người kia tên là Peter Buck. Anh Fred Luca này lúc khởi nghiệp thì chỉ có 17 tuổi thôi, vì phải mà không có tiền đó, phải mượn của anh bạn là Peter Buck $1,000 để mà hai người hùng nhau, nhưng mà cái người này phải cho người kia mượn mới có tiền hùng nữa. Đó, thì từ $1,000 của năm 1965 tại tiểu bang Connecticut ở Hoa Kỳ, 58 năm sau, $1,000 này nó đã trở thành gần 10 tỷ đô la. Và từ một chi nhánh, một cái tiệm nhỏ ở Connecticut thì nó đã có hơn 37.000 cửa hàng trên toàn thế giới. Thực tế thì khoảng thời gian 5 năm trước đây á, là khoảng 3 năm trước dịch á, là hoạt động của Subway cũng không có được sáng sủa lắm. Nhưng mà họ tái cấu trúc, họ định vị lại cái vị trí của họ trên thị trường, và họ phát định cái chiến lược lại. Và trong những năm Covid á, thì khác hẳn với các công ty khác á, là phải chật vật để tìm chỗ đứng trên thị trường. Đối với Subway thì họ lại rất là hiệu quả, và họ đã đạt cái mức tăng trưởng rất là tốt trong những năm Covid. Chỉ riêng năm rồi thôi đó là cái lợi nhuận của họ tăng trưởng trên toàn cầu đến 9.2%, và sales á, và là doanh số bán hàng nó tăng đến 7.8%, trong bối cảnh mà các công ty trong ngành thực phẩm phải chật vật, phải đương đầu và phải vật lộn với khó khăn của Covid, thì Subway lại ngược dòng. Vâng, có nghĩa là họ là một cái số ít hưởng lợi từ cái đại dịch Covid-19. Và kính thưa quý vị, một cái thông tin khác chúng tôi muốn gửi đến ngày hôm nay, đó là danh sách 500 công ty lớn nhất trên toàn thế giới do tạp chí Fortune bình chọn. Điều mà chúng tôi muốn lưu ý là trong vòng 30 năm qua thì trong cái số 500 công ty dẫn đầu thế giới này, nó đã có một cái sự xoay chiều rất là đáng kể, là bị khởi thủy vào năm 1995 khi lần đầu tiên danh sách này ra mắt. Thì trong top 10 hoặc là 10 công ty là có đến 5 công ty là
thuộc về Nhật Bản, mà dẫn đầu danh sách 500 công ty này là công ty Mitsubishi của Nhật Bản với cái giá trị vào thời điểm đó là 176 tỷ đô la. Ngoài Mitsubishi thì còn có những cái công ty khác nữa, và tổng số công ty của Nhật trong số 500 công ty này thì Nhật có đến là 149 công ty, chỉ đứng thứ nhì sau Mỹ thôi, bởi vì Mỹ có 151 công ty và 28 năm sau hoặc cho đến thời điểm này thì Nhật Bản không còn ở cái vị trí thứ nhì nữa, mà cái vị trí đã bị thay thế bằng Trung Quốc. Một cái sự thay đổi xoán ngôi rất là ngoạn mục, mà một trong những chuyên gia còn nhận xét là cái sự đi lùi của Nhật Bản nó không dừng lại ở thời điểm này, mà nó còn có thể là tiếp tục đi lùi hơn nữa trong thời gian sắp tới, bởi vì cái tình trạng kinh tế chậm chạp, dân số già, và một điều quan trọng hết là bởi vì cái truyền thống kinh doanh của Nhật Bản họ quá là thận trọng. Họ không có một cái bước đột phá, cho nên bởi vì cái thận trọng đó mà họ đã lần lượt đứng tụt lùi lại so với những quốc gia bên cạnh của mình. Thì trở lại cái danh sách cách đây 50 năm của tạp chí Fortune 500 á, là thống kê 500 hàng đầu á, và thời điểm đó đó là đứng đầu vẫn là Mỹ, họ chiếm đến 151 công ty, nhưng mà Nhật không thua kém. Nhật không thua kém, Nhật đứng sau ngay thứ hai luôn là vị trí 149 công ty, là chỉ có thua 2 công ty thôi. Nhưng mà sau 30 năm thì con số mà cái thống kê của mới đầu tháng này thôi đó, thì tạp chí Fortune 500 mới thống kê đó, thì trong số 500 công ty đầu, công ty lớn nhất thế giới đó, thì Mỹ vẫn đứng đầu là 136 công ty, thì Trung Quốc xếp ngay thứ hai luôn, chỉ thua kém một công ty thôi là 135, là thay thế vai trò của Nhật đó. Nhưng mà điều đáng nói là Nhật từ 149 công ty xuống chỉ còn 41 công ty thôi. Một cái sự giảm hạ hơn 2/3. Thì cái điều này đó, dẫn chứng cho điều này đó là bởi vì kinh tế Nhật trong suốt một thập niên vừa rồi là tăng trưởng rất là chậm. Trong 10 năm rồi là Nhật chỉ tăng cho có 6.8% GDP thôi, trong khi Mỹ tăng 31.8% và Trung Quốc càng ấn tượng hơn. Trung Quốc là càng ấn tượng hơn, là họ tăng đến là 83%. 83% mỗi con số. Thì có nhiều cái lý do để lý giải về vì sao các công ty Nhật rời khỏi cái danh sách 500 công ty nhanh và nhiều đến như vậy. Thì đầu tiên đó là do cái đồng ngoại tệ, là đồng yên đó, họ quá yếu. Chỉ riêng trong năm rồi thôi là đồng yên đã mất giá 20% so với đồng đô la Mỹ rồi. Cho nên khi mà quy đổi cái giá trị công ty về cái tỷ giá USD đó, là tỷ giá đô la Mỹ đó, thì các công ty Nhật lại bị thất thế. Đó là một. Cái thứ hai nữa là như Kim Hòa nói đó, họ cái tâm lý của người Nhật họ rất là thận trọng và ít đột phá. Mà cái dẫn chứng rõ ràng nhất đó là trong ngành xe điện hiện nay. Thì chúng ta cũng biết là xe truyền thống á, Nhật không thua bất kỳ một cái quốc gia nào hết. Và các thương hiệu nổi tiếng của Nhật như là Toyota hay là Honda hay là Mitsubishi, Mazda được người toàn cầu, được sử dụng toàn cầu chấp nhận và đánh giá là những cái thương hiệu xe rất là bền, rất là tốt. Nhưng họ bị chậm trong cái vấn đề phát triển xe điện, mà cái điều này là Trung Quốc và Mỹ tuyệt vời luôn, là họ nắm bắt cái xu hướng rất là nhanh và họ đầu tư rất là hiệu quả vào lĩnh vực này. Và dẫn chứng là chỉ trong phần 10 năm gần đây thôi là Tesla dẫn đầu thị trường. Đến nay riêng Tesla thôi là công ty của họ định giá gần cả ngàn tỷ đồng rồi, xin lỗi, cả ngàn tỷ đô la rồi. Thì trong khi đó các công ty xe của Nhật á, lại quá là bảo thủ, vẫn còn giữ xe truyền thống và dẫn đến cái việc mà họ chậm chân trong việc đầu tư phát triển xe điện. Bây giờ họ mới bắt đầu trong năm 2023 thì họ mới rục rịch chuẩn bị cho cái xe điện của họ. Thì trong năm rồi đó thì cái hệ quả là giám đốc toàn cầu của Toyota đã từ chức, và khi ông từ chức ông cũng phải thừa nhận là ông đã chậm chân trong vấn đề mà phát triển mở rộng cái sang lĩnh vực xe điện của Toyota, và ông là người chịu trách nhiệm. Vâng. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến Nhật Bản thì chúng ta cũng biết một trong những cái điểm son của Nhật Bản là cái tinh thần làm việc của người dân Nhật Bản ở rất là cao. Hầu như là từ những cái đứa trẻ rồi cũng đã bắt đầu được tập cái thói quen là cái tự học và cái tinh thần tự giác của họ. Nhưng mà một cái nghịch cảnh đã diễn ra trong cái môi trường làm việc của Nhật Bản là bởi vì cái sự cạnh tranh nó quá là khốc liệt. Cho nên nhân viên ở Nhật Bản hầu như là họ làm mà họ không bao giờ dám nghĩ tới việc nghỉ ngơi hoặc là lấy ngày nghỉ, nếu không muốn nói là họ phải làm thêm giờ để có thể giữ được cái vị trí của họ. Và câu chuyện của một người bác sĩ trẻ 26 tuổi đã
tự tử bởi vì họ không chịu được cái áp lực làm việc quá sức sau 3 tháng làm việc liên tục không nghỉ ngơi, mà mỗi một tháng phải làm thêm giờ tới 207 tiếng đồng hồ. Quý vị tính ở Úc của chúng ta, trung bình chúng ta đi làm một tuần lễ là 38 tiếng. Một tháng thì chúng ta cũng chỉ làm khoảng 120 tiếng hoặc là 130 tiếng thôi. Mà cái người bác sĩ này, cái giờ làm thêm đó là 200 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là họ làm mỗi một ngày như vậy, họ phải làm 18 tiếng. Thì trung bình chúng ta làm 8 tiếng thì họ phải làm gấp đôi. Thì cho mà họ đã làm liên tục 3 tháng như vậy. Điều mà cha mẹ của người bác sĩ này đã lên tiếng sau khi con của họ qua đời vào tháng 5 năm 2022, đó là cái sự tắc trách hoặc là cái sự vô tình của công ty, của bệnh viện, của nơi mà người này đã làm việc. Theo lẽ là những người quản lý khi mà thấy nhân viên làm việc với một cái cường độ như vậy, chính những người quản lý này phải có trách nhiệm bớt họ lại, bởi vì cái sức khỏe là trên hết. Nhưng mà cho tới thời điểm này thì bệnh viện vẫn chối bỏ trách nhiệm, và cái đây là một cái hồi chuông rất là đáng báo động, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên. Vào năm 2013 thì một nữ phóng viên cũng đã phải tự tử do làm việc quá sức, và năm đó thì cô chỉ mới 31 tuổi mà thôi. Trong trường hợp này thì cô làm không nghỉ ngơi cho nên bị trụy tim và đã qua đời. Và đó là những cái thông tin mà chính phủ Nhật Bản hiện nay đang rất là quan ngại đến cái môi trường làm việc quá là căng thẳng hiện nay. Và cũng bởi vì làm việc quá căng thẳng cho nên người trẻ ở Nhật Bản không có quan hệ bạn bè, và dẫn đến việc không dám kết hôn, và thậm chí có kết hôn cũng không dám sinh con, là bởi vì cái cuộc sống nó quá là khó khăn. Thì cũng một thông tin liên quan đến Nhật Bản nữa, đó là cái nhà máy điện hạt nhân Fukushima ngày hôm qua là họ bắt đầu xả thải. Thì cái việc xả thải này cũng đã được lên kế hoạch từ những năm trước rồi, bởi vì cái việc mà làm mát các cái tháp giải nhiệt, các cái tháp phản ứng của cái tổ hợp điện hạt nhân Fukushima thì nó bắt buộc phải dùng nước biển để mà làm mát. Thì các cái nguồn nước này sau khi mà đã giải nhiệt đó thì nó sẽ bị nhiễm phóng xạ, mà Nhật cũng đã có xử lý rồi, đã xử lý rất là thận trọng rồi, họ phải lưu giữ cái nước này gần cả hơn 10 năm nay rồi để cho nó lắng động rồi, và họ tách giữa cái phần mà phóng xạ qua một bên và cái phần nước an toàn để trả về môi trường biển. Thì mặc dù đã có kế hoạch và đã thực hiện rất là tốt rồi, và cũng đã được cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đánh giá là an toàn rồi, nhưng mà tâm lý của người dân vẫn rất là lo ngại. Thì mặc dù chính phủ Nhật đã chấn an người dân Nhật thì họ tin tưởng, nhưng mà các cái quốc gia láng giềng thì họ không tin tưởng, kể cả chính phủ các quốc gia láng giềng cũng không tin tưởng. Và Trung Quốc cũng đã sau khi mà Nhật công bố là xả thải thì Trung Quốc đã có một cái biện pháp ngay tức thì liền, đó là cấm nhập các sản phẩm hải sản từ cái khu vực lân cận của tỉnh Fukushima. Thì theo kế hoạch đó là Nhật sẽ xả thải trong 3 ngày sắp tới. Thì cái đợt xả thải lần này nhỏ thôi, nó chỉ có khoảng 7.800 tấn thôi. Trong cái kế hoạch đó là trong năm 2023 là họ sẽ thải 4 lần. Và tổng số thải của năm 2023 năm nay đó là 31.200 tấn. Quý vị lưu ý con số 31.200 tấn. Trong tổng số, cái số lượng mà cần thải hiện nay là 1.340 tấn. Có nghĩa là 31.000 tấn này nó cũng chỉ là con số rất nhỏ tính thôi. Cho tới thời điểm này. Dạ. Và cái thời gian cần phải xả thải nó sẽ kéo dài rất là nhiều. Nhiều năm sau nữa. Thì cái là bên phía Nhật đó là họ có những cái động thái, chúng ta cũng biết là người Nhật họ rất là thận trọng. Họ có một cái động thái là có cái kế hoạch là dần từ từ để đánh giá cái tác động của môi trường nữa, chứ không phải thải một loạt. Và điều này một lần nữa đã có cái sự giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, họ đánh giá và họ giám sát rất là chặt chẽ. Và thậm chí đại sứ Mỹ tại Nhật cũng cả có một cái cam kết là ông sẽ đến khu vực Fukushima này và ông sẽ dùng hải sản ở đây. Như là cái kế hoạch của ông là sẽ đi vào tháng 9 sau rồi. Khi là Nhật đã xả thải đợt đầu rồi đó là yeah. ông không muốn đi bây giờ, là bởi vì ông vẫn muốn chứng minh cho mọi người thấy là ông hoàn toàn tin tưởng vào những cái kết quả của các chuyên gia Nhật Bản cũng như là cơ quan nguyên tử năng quốc tế. Khi mà cái nguồn nước đã an toàn thì cá nhân ông sẵn sàng đưa cái hình ảnh này để mà trấn an cái sự lo lắng của những cái quốc gia lân cận. Trung Quốc và Hàn Quốc đang hai quốc gia rất là lo lắng. Cũng cái câu chuyện mà lãnh đạo trấn an dân này làm phải nhớ là câu chuyện của Singapore. Cách đây khoảng 20 năm trước, chúng ta biết là Singapore không có đủ nước xài.
phải nhập nước từ Malaysia, mà nhập nước Malaysia cũng không đủ nữa, mà thậm chí Malaysia lúc thì cho nhập, lúc thì bán nước cho, lúc thì cũng không bán nước cho. Thế là các nhà khoa học Singapore phải dùng mọi biện pháp là làm sao chế biến, chuyển từ nước biển mặn thành nước ngọt. Và thậm chí là dùng nước thải trong toilet để mà tách ra cái phần nào thải là phải tách ra, còn phần nào nước lọc có thể sử dụng được thì mới cho người dân xài. Người dân cũng không dám xài. Chính thủ tướng trong lúc đó, nhớ là thủ tướng lúc đó là Goh Chok Tong, chính ông này phải thử cái nước, uống thử nước đó cho người dân xem, thì chứ không kính truyền hình để mà trấn an mọi người. Thì sau đó thì người dân bắt đầu có cái niềm tin vào cái chất lượng nước mà đã được xử lý. Và kính thưa quý vị, một cái thông tin mà chúng tôi đã loan báo trong cái phần điểm báo thế giới ngày hôm qua, đó là một trong những cái lãnh tụ của cái nhóm Wagner đã bị được xác định là đã tử vong trong cái vụ rơi máy bay diễn ra vào ngày 23 tây tháng 8 vừa qua, và đó là ông Prigozhin. Cho tới thời điểm này thì vẫn chưa có một cái thông tin gì xác nhận là trong số 10 cái thi thể mà những nhân viên đã bắt đầu tiếp cận được thì vẫn chưa có identify, có nghĩa là chưa phân biệt được cái thật ra là 10 cái thi thể này là thuộc về ai, và vẫn có nghi ngờ là không biết rằng là ông có mặt trên cái chuyến bay này hay không, hay là ông chỉ có tên trên cái chuyến bay này mà thôi. Mặc dù vậy, hiện nay trong bối cảnh này thì ông còn hay không còn thì ông cũng không thể nào xuất hiện được, đúng không? Và như vậy thì mọi người đang lo lắng về cái tương lai của hơn 25.000 quân trong cái nhóm Wagner này. Tất cả những người này sẽ như thế nào? Bởi vì theo một trong những cái chuyên gia của Vương quốc Anh thì họ cho rằng với sự vắng mặt của ông Prigozhin này thì 25.000 quân của nhóm Wagner có thể là không còn đủ sức mạnh như trước kia nữa, bởi vì ông là linh hồn của cái nhóm này, của tất cả những cái hoạt động, của tất cả những cái tác chiến này. Nhưng nếu không có ông thì liệu rằng tất cả những cái kế hoạch, những cái hoạt động của châu Phi hoặc là những cái kế hoạch còn lại còn tiếp tục hay không? Và cái nguyên nhân vì sao mà đã xảy ra cái vụ rơi máy bay đó cũng là một câu hỏi. Mặc dù câu hỏi này nhiều người đã có được câu trả lời, nhưng câu trả lời này chắc chắn không phải là câu trả lời chính thức. Thì quan sát cái những cái diễn biến tình hình thế giới nói chung và tình hình diễn ra tại Nga và Ukraine thì theo nhận định của Khang thì chắc chắn là Nga sẽ tiếp tục duy trì cái nhóm Wagner này. Khang có cùng cái nhận định với bên phía Mỹ và các quốc gia đồng minh phương Tây là Nga đứng sau cái vụ này. Nga đứng sau vụ ám sát này. Mặc dù là họ không có chính thức nói ra. Đó cũng là lời cảnh báo của Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Joe Biden trước đây cũng đã nói rồi, khi mà ông Prigozhin này kéo quân về Moscow đó, thì là lúc đó, ông đã tự đưa cho mình cái bản án tử hình rồi. Thì ông Joe Biden nói rất là vui là ông không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà ông chỉ biết cái ông Prigozhin này là đầu bếp, thì ông này nên coi là cái menu của mình. Có nghĩa là bây giờ chúng ta có là một lời cảnh báo sắc lẹm luôn, có nghĩa là ông này phải coi đến cái sự an toàn của mình. Bởi vì Nga rất là nổi tiếng trong cái việc mà thủ tiêu các cái thành phần tự đối lập một cách bí ẩn, một cách rất là bí ẩn luôn. Riêng về cái nhóm Wagner này thì Khang tin là Nga sẽ phải sử dụng họ. Họ đã loại trừ những cái lãnh đạo mà coi như là đi ngược với đường lối của họ thôi. Nhưng mà họ tiếp tục sử dụng nhóm này bởi vì đây là cái cánh tay nối dài của Nga tại các quốc gia châu Phi. Mà cái nơi mà nó có rất nhiều cái sự hỗn loạn và các cái phần tử gọi là giao tranh với nhau đấy, thì lúc này Nga đang đóng vai trò rất là lớn ở đây. Nga không chính thức gửi quân của mang cái danh nghĩa là của quân đội Nga, nhưng mà cái nhóm này là cái nhóm đánh thuê mà Nga tự dựng nên. Và Nga sẽ hoàn toàn không có trách nhiệm nếu mà sự tòa án hình sự quốc tế đưa cái luật chiến tranh ra thì Nga có thể chối bỏ cái trách nhiệm của mình. Và đây chỉ là một cái nhóm người hợp đồng dân sự thôi, không có đại diện cho quốc gia. Thì cái này cũng là cái dự báo mà tình báo Mỹ và các cái cơ quan tình báo của phương Tây cũng đã dự báo như vậy. Thì riêng nói với tình báo Mỹ thì phải nói là rất là thán phục cái cơ quan này. Là chúng ta cũng nhớ, các bạn chắc cũng nhớ lại là trước khi mà cái chiến sự Nga và Ukraine diễn ra đó, thì kể cả Tổng thống Zelensky của Ukraine cũng chưa bao giờ nghĩ là Nga sẽ tấn công đất nước mình. Thời điểm đó, ông giám đốc của Cục Tình báo Mỹ là William Burns đã bí mật viếng thăm Ukraine và gặp trực tiếp Tổng thống Zelensky, cảnh báo kế hoạch ám sát ông Zelensky là một.
Thứ hai nữa là cảnh báo Nga sẽ tấn công Ukraine. Lúc đó ông Zelensky không tin tưởng. Thật ra là cái lời cảnh báo này nó chỉ đưa ra vài ngày trước ngày 24 tháng 2 năm 2022 mà thôi, có nghĩa là một tuần lễ trước đó. Và sau đó một tuần thì cái cuộc tấn công nó đã diễn ra. Và kính thưa quý vị, những thông tin cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị là liên quan đến sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ, khi mà ngày hôm qua cựu Tổng thống Donald Trump đã bị bắt giữ và ông cũng trở thành người Tổng thống Mỹ đầu tiên đã bị chụp ảnh chân dung tại trại giam. Ông đã phải làm tất cả những thủ tục mà một người bị bắt cần phải làm, đó là chụp ảnh lăng vân tay, và 20 phút sau đó thì ông đã rời khỏi nhà tù này sau khi đã đóng một cái khoản tiền thế chân lên đến là $200,000. Và với cái việc xuất hiện tại nhà tù ở hạt Fulton thì ông cũng không thể nào tham gia được cái buổi tranh luận đầu tiên của tất cả các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Ngoài ông Trump đã vắng mặt thì trong cái buổi tranh luận truyền hình đầu tiên này bao gồm 8 ứng cử viên khác, và cuộc tranh luận này diễn ra rất là sôi nổi. Một cái nhân tố bất ngờ đã xuất hiện. Chúng ta đã thường nghe nói tới thống đốc của tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis, là một trong những thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump trước đây, nhưng nay đã trở thành một trong những đối thủ của ông. Thì với sự vắng mặt của ông Trump thì ông Ron DeSantis đã trở thành người dẫn đầu trong cái buổi tranh luận với cái sự ủng hộ hiện nay là ở mức là 13%. Nhưng không ai có thể ngờ một người trẻ tuổi hơn, chỉ mới tham gia vào chính trị vào năm ngoái thôi, đó là ông Victor Ramaswamy, một người Mỹ gốc Ấn, năm nay 38 tuổi, là một trong những cái gương mặt được quan tâm nhiều nhất trong cái buổi tranh luận ngày hôm qua. Và ông cũng là người đứng thứ ba sau ông Ron DeSantis với cái sự ủng hộ của cử tri là 6%. Mục đích của ông hiện nay là phải vượt qua ông Ron DeSantis, để nếu như ông Donald Trump vẫn tiếp tục có được cái sự ủng hộ của đa số thì ông sẽ trở thành người phó trong cái liên minh với cựu Tổng thống Donald Trump. Và kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoàng và Nguyên Khang cũng xin tạm kết phần điểm báo thế giới của chúng tôi tối ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào, và chúng tôi sẽ trở lại trong những phần tin tức vào tuần tới.